ngày 28 tháng 10, Thánh Simon và Thánh Giuđa tông đồ. Ngươi chọn 12 vị mà ngươi gọi là tông đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện và suốt đêm người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, người gọi các môn đệ và chọn 12 vị mà người gọi là tông đồ. Đó là Simon mà người đặt tên là Phêrô và em ông là Andrê, Giacôbê và Gioan, Philippe và Bartolomeo, Matthew và Tôma, Giacôbê con ông Anphê và Simon cũng gọi là Nhật Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng. Có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Judea, Jerusalem và miền duyên hải Tyro và Sidon đến nghe người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới người, vì tự nơi người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Đức tin trên nền tảng các tông đồ. Người chọn 12 vị mà người gọi là tông đồ. Thánh Simon và Giuđa mừng chung một ngày, bởi vì các ngài đã cùng nhau hoạt động tông đồ để hoán cải dân ngoại. Thánh Simon còn gọi là Nhiệt Thành, bởi vì cũng như Giuđa, ngài thuộc về nhóm những người phản đối sự chiếm đóng của đế quốc Roma. Nhưng đối với ngài, sự nghiệp của Đức Kitô là sự khám phá tình yêu và lòng thương xót đại đồng của Thiên Chúa. Thánh Giuđa, con của Giacôbê cũng gọi là Tadeo, là anh em của Thánh Giacôbê hậu và của Thánh Simeon, giám mục Jerusalem, và là anh em họ của Đấng Cứu Thế. Trước khi được nuôi dưỡng để trở thành sứ giả của tin mừng, ngài là một nông dân bình thường. Thánh Simon đã rao giảng ở Ai Cập, ở Mauritania, ở Libya. Còn Thánh Giuđa, sau khi đã truyền giáo ở Phi Châu, ngài trở về Đông Phương và loan báo tin mừng ở miền Giuđa, Samari, Syria và Lưỡng Hà Địa. Simon và Giuđa gặp lại nhau ở Vịnh Ba Tư, và ở đó các ngài đã quyết tâm giữ vững niềm tin và cùng nhau chịu tử đạo. Những điều phi tưởng mà Thiên Chúa làm qua bàn tay của Thánh Simon và Giuđa đã làm cho vị vua của xứ này kính nể. Có câu chuyện rằng hai con sư tử sổng chuồng gây nỗi khiếp sợ. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Thánh Simon và Giuđa đã điều khiển cho những con vật tàn bạo này phải nghe theo. Sau đó, vua, triều đình và hơn 60.000 người Ba Tư trở về lại đạo Công giáo. Các nhà thờ được dựng lên trên những đống đổ nát của các đền thờ ngẫu tượng, như một dấu chỉ hiển nhiên rằng sự chiến thắng của Đức Kitô đã được thực hiện. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì đức tin của chúng con đã được xây dựng trên nền tảng của các tông đồ và tiên tri, mà chính Đức Kitô làm đá góc tường. Xin cho chúng con trung thành vững tin và làm chứng cho nước Chúa.
Amen. Lạy mẹ Maria Mân Côi, chúng con suy gẫm và tạ ơn Đức Chúa Giêsu rao giảng nước trời và kêu gọi sám hối. Xin mẹ cầu cho chúng con được hoán cải và đón nhận tin mừng. Lạy Đức Bà Sài Gòn, cả thế giới đang đại dịch, cả nước chúng con đang đại dịch. Nhiều tỉnh thành đang có tín hiệu giảm dịch, chỉ còn lại Sài Gòn vẫn còn đang quá đau thương. Đau thương vì tháng ngày dài phong tỏa, héo hon, mỏi mòn chờ đợi cho cơn đại dịch qua đi. Đau thương vì âu lo hồi hộp, nghe thấy mỗi ngày có hàng ngàn người nhiễm, có trăm người ra đi. Và bao đau thương không nói hết. Chúng con xin chung lời nguyện cầu với người Sài Gòn, dâng lên Đức Bà Sài Gòn. Xin Đức Bà cầu thay nguyện giúp cho người Sài Gòn được bình an tín thác vào lòng xót thương vô biên của Chúa, và cho cơn đại dịch sớm chấm dứt. Amen. Sài Gòn, xin bà nghe tiếng nỉ non đoàn con Sài Gòn. Giờ đã heo hon, đã mỏi mòn. Lạy Đức Bà hòa bình, xin giúp chúng con làm hòa với Chúa, xin giúp chúng con làm hòa với nhau và thương khương ban ơn bình. Tràn lan kinh hãi qua, bao người lầm than đau thương quá. Xin bà rủ thương kêu lên Chúa, xóa tan niềm đau lau lệ ngàn. Lạy Đức Bà Sài Gòn, xin bà nghe đoàn con Sài Gòn. Giờ đã heo hon, đã mỏi mòn. Lạy Đức Bà hòa bình, xin giúp chúng con làm hòa với Chúa, xin giúp chúng con làm hòa với nhau và thương khương ban ơn bình an. Bên bờ từ sinh tranh vênh cho mong manh hoa, gia đình trần gian chia đôi ngả, khát khao tình cha mong về nhà. Lạy Đức Bà Sài Gòn, xin bà nghe tiếng nỉ non đoàn con Sài Gòn. Giờ đã hòa với nhau và thương khương ban ơn bình an. Sài Gòn, xin bà nghe tiếng nỉ non đoàn con Sài Gòn.
đã heo hon, đã mỏi mòn. Lạy Đức Bà Hòa Bình, xin giúp chúng con làm hòa với Chúa, xin giúp chúng con làm hòa với nhau và thương khương bạn ơn bình an. Xin Bà nguyện thay ơn cứu rỗi cho người vượt qua đêm tăm tối, vui miền trường sinh quê hương ơi, sống trong tình yêu cõi đời đời. Lạy Đức Bà Sài Gòn, xin Bà nghe tiếng nỉ non đoàn con Sài Gòn. Giờ đã heo hon, đã mỏi mòn. Lạy Đức Bà Hòa Bình, xin giúp chúng con làm hòa với Chúa, xin giúp chúng con làm hòa với nhau và thương khương bạn ơn bình an. Xin Bà nguyện thay ơn tin thác cho người lầm than ai tan tan, một lòng cậy trông Cha thương xót, mãi luôn còn yêu yêu mọi nhà. Lạy Đức Bà Sài Gòn, xin Bà nghe tiếng nỉ non đoàn con Sài Gòn. Giờ đã heo hon, đã mỏi mòn. Lạy Đức Bà Hòa Bình, xin giúp chúng con làm hòa với Chúa, xin giúp chúng con làm hòa với nhau và thương khương bạn ơn bình an. Lạy Đức Bà Sài Gòn, xin Bà nghe